Tiếp tục đến với phim Thế giới hoàn mỹ, đám người thạch họ dưới sự trợ giúp của tiểu tháp đã trốn vào không gian bên trong thái cổ bảo hợp, sau đó bị ngã xuống giữa không trung. May mắn là thạch họ kịp sử dụng ra tấm da thú phi hành đỡ mọi người, sau đó nhanh chóng thu thái cổ bảo hợp vào tay. Vậy nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã có một đại công kích hướng tới buộc cả đám phải lặng nách né tránh. Tuy nhiên, công kích lại xuất hiện càng lúc càng nhiều, cứ tiếp tục thế này bọn họ sẽ về với đất mẹ. Đột nhiên thạch họ nhìn thấy một đồ án, nhận ra da thú bên trong bảo hộp có trận đồ, chỉ cần không đi sai tuyến đường, có lẽ có thể bình an đi qua. Quả đúng là như vậy, sau khi đi đúng lộ trình, mọi người liền không bị tấn công nữa. Thạch họ thử ném ra một đòn công kích thăm dò. Không nằm ngoài dự liệu, công kích mới bay ra khỏi lộ trình đã bị tấn công. Bay được một hồi, mọi người cũng sắp đến đích, tuy nhiên thay vì có lối ra trước mặt thì lại là một ngọn núi. Thạch họ tin tưởng trận đồ này có lẽ là thật, nên tin tưởng vào nó, cho nên đoàn người vẫn cứ tiếp tục tiến lên. Rất nhanh tấm da thú cũng đâm vào vách núi, chỉ có điều suy đoán của thạch họ hoàn toàn chính xác, vách đá chỉ là ngụy trang mà thôi, xuyên qua nó liền tiến nhập một nơi khác. Cả đám nhanh chóng hạ xuống một vùng đất bằng, trùng hợp là trước mặt lại có một món bảo vật là bình thần bằng, bên trong cất chữ hoàng điệp. Nhờ sự cảm ứng từ đồ án, bình thần bằng nhanh chóng xuất hiện. Trong lúc đám người thạch họ đang chăm chú quan sát thì lão già đi theo đã xuất thủ, hắn ném ra một lá phù dán lên bảo vật, sau đó hút lấy. Thạch họ thế vậy vội nhảy lên trên ngăn cản và thu đồ vật vào tay. Quá trình này quá dễ dàng, tuy nhiên lão già kia lại có chuẩn bị trước. Hắn lập tức phá hủy tấm phù khiến nó phát nổ đầy đám người thạch họ bay ra xa. Lúc này đã không còn ai ngăn cản nữa, lão nhanh chóng thu lấy bình thần bằng, sau đó cười lớn mãn nguyện, không thể để cho lão già lấy được hoàng điệp. Thạch họ liền kêu gọi mọi người ngăn cản. Đáng tiết lộ uy lực của bình thần bằng quá lợi hại, lão chỉ cần huy động một chút lực lượng đã có thì bón hành cho mọi người. Chưa mở ra đã có uy lực kinh người như vậy, nếu hoàng điệp hiện thế, uy lực chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi. Không chờ đợi thêm, lão lần nữa dùng ra thực lực định luyện hóa bình thần đằng. Chim đỏ lao lên ngăn cản, vậy nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị đóng thành cục băng, buộc hắn phải nhờ vào thạch hạo giúp đỡ. Thoát khỏi khống chế, hắn và thạch hạo lập tức lao lên, cậu lấy ra côn bằng bảo thuật định một chiêu làm thịt lão già này. Đáng tiếc, côn bằng bảo thuật còn chưa kịp thể hiện uy lực đã bị áp chế. Ba người Hoa Linh Nhi, Vân Hy và Cựu Đầu Sư Tử ở bên ngoài thì cố gắng dùng thực lực ngăn cản lão già luyện hóa. Tuy nhiên, thần bình đằng lại có thể sử dụng công pháp hấp tinh đại pháp hấp thụ năng lượng của mọi người. Ngay cả thạch họ và chim đỏ cũng bị vạ lây. Lão cười lớn giải thích, tương truyền từ xa xưa, nếu hoàng điệp cảm giác được uy hiếp to lớn, sẽ sớm mượn lực khôi phục, dâng hiến năng lực giúp lão nắm giữ hoàng điệp. Cho dù đám người thạch họ có hóa thành thây khô thì cũng có thể nhắm mắt. Lời này vừa được nói ra, lão già liền bị hấp thu năng lượng. Hiển nhiên là thần bình đằng cũng cảm nhận được sự uy hiếp đến từ lão. Có vẻ như nó không muốn bị người khác khống chế nên làm thịt luôn cả lão già. Cứ như vậy, lão già liền chết không kịp chăn chối. Sau khi đã hấp thu đầy đủ năng lượng, thần bình đằng cũng dừng lại, sau đó nứt vỡ trở thành một viên kim đan rồi một mực đuổi theo thạch hạo khiến cậu ta phải sám mặt lại. May mắn là nó chịu vây xung quanh, nếu thực sự công kích, thạch hạo chắc chắn sẽ bị đánh cho tím bầm mặt mũi. Rất nhanh, viên kim đan cũng nở ra một con sâu nhỏ vô cùng dễ thương tên là Nhộng Điệp Hoàng. Nó nhanh chóng cuốn quýt lấy thạch hậu, đồng thời tùy ý lấy ra cành liễu rồi ăn ngấu nghiến. Thạch hậu thế vậy vội ngăn cản, không thể để cho nó ăn đồ của liễu thần được. Cả đám nhanh chóng tiến lại gần xem xét, có vẻ nó rất thích thạch hậu. Vân Hy cho biết, truyền thuyết sinh linh trí thần trí thánh khi vừa ra đời cần ăn đủ tiên thiên trí tinh. Thiên tài địa bảo loại con mộc nào cũng được, chỉ là nó thích cành liễu nhất. Nói như vậy, cho ăn con mộc còn thiệt thòi cho nó, đúng là nuôi không nổi nên ném đi cho rồi. Chín đầu sư tử thì ngược lại, đây chính là thượng cổ hoàng điệp, người biết hàng sẽ không làm như vậy. Không chờ đợi thêm, mọi người tiếp tục di chuyển, thạch hạo vừa đi vừa lải nhải. Còn chưa ra khỏi thần dương môn bao lâu, Nhộng Điệp Hoàng đã ăn hết phân nửa linh dược trong túi càn khôn. Tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc sẽ phá sản. Cho nên thạch hạo không muốn bỏ nó vào trong túi càn khôn nữa. Nhộng Điệp Hoàng dường như cũng hiểu ý, nó lập tức biến trở lại thành bộ dáng cái trang sức bình thường treo lại trên đầu của cậu. Sau một hồi vừa đi vừa suy nghĩ, thạch họ quyết định đi càn quét một tòa thái cổ thần sơn. Sau khi tới chân núi, trực tiếp thả nó lên núi, để cho nó lén đi gặm hết linh dược trong ruộng thuốc. Vân Hy nghe vậy cũng không ý kiến, nàng còn cho biết thái cổ thần sơn có rất nhiều linh dược. Mục đích chuyến đi lần này của nàng là đòi lại găng tay, nếu thạch họ tự nguyện về thái cổ thần sơn, vậy thì càng tốt. Đột nhiên một tấm chiếu lệnh xuất hiện, nội dung bên trong yêu cầu thạch họ màu trắng đi tới Bất Lão Sơn. Chim đỏ sợ rằng lần trước thạch họ bón hành cho mấy lão già đế đô Hoa Quốc, cho nên lão quay về cáo trạng trừng phạt cậu. Thạch họ nghe xong vẫn không chút hoảng sợ, mà Vân Hy thì có suy nghĩ khác. Thượng cổ đại giáo như bọn họ, nếu muốn trả thù thì tự sẽ có người tới truy bắt. Nàng cho rằng Bất Lão Sơn chịu kiến cậu quay về là vì hoang vực đại kiếp đã vô cùng cấp bách rồi. Cái gọi là hoang vực đại kiếp, hơn 9 phần tôn giả sẽ hoàn toàn biến mất. Mà thực lực dưới tôn giả tuy không trực tiếp bị hại, vậy nhưng toàn bộ đại thế vừa loạn, rất dễ gặp bất chắc.
Thiên thần hộ tỳ có tác dụng mở ra một tòa thái cổ trận pháp để cho thái cổ thần Sơn rời khỏi lồng giam đại vực đi lên thượng giới. Ở thượng giới, bọn họ sẽ an toàn. Về phần Bất Lão Sơn, bọn họ cũng không phải giáo phái nhân gian, cho nên không sợ đại kiếp. Vậy nhưng nếu có được bao tay thì sẽ có thể uy hiếp tới thiên thần Sơn của nàng, thậm chí toàn bộ thái cổ thần Sơn nhất mạch. Dù sao thái cổ thần Sơn tôn xa đông đảo, một khi đại kiếp giáng lâm, nguy hiểm bọn họ gặp phải sẽ càng nhiều. Chuyện như vậy không phải chỉ xảy ra một lần. Thời đại thái cổ, thời đại thượng cổ đều có đại kiếp, cuối cùng đều xem thần thánh như cỏ rác. Kẻ thì chết, người thì biến mất, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Nàng hy vọng Thạch Hạo sẽ đưa trả lại bao tay, tới lúc đó mọi người cũng có thể cùng nhau rời đi. Nếu như những lời này là thật, Thạch Hạo đương nhiên sẽ không thể chết mà không cứu. Có điều cậu trước tiên muốn quay về thôn thông báo một tiếng. Cậu hy vọng Vân Hy cùng đi với mình, sau đó trực tiếp xuất phát tới Thái Cổ Thần Sơn. Vân Hy nghe vậy cũng không từ chối, chỉ có điều phong tục của Thạch Thôn lại có chút kỳ quái, muốn mang nữ tử mập về là phải khiêng. Không còn cách nào khác, Vân Hy và Hòa Linh Nhi đành phải ngồi trên vai của Thạch Hạo rồi bị vác về. Mọi người trong thôn thế vậy vô cùng vui mừng, họ lập tức chuẩn bị tiệc rượu ngay trong đêm. Trong lúc mọi người hoan hỉ thì hai nữ tử lại vô cùng ngại ngùng. Tộc trưởng bàn bạc với mấy lão già muốn hoàn thành hôn sự của Thạch Hạo ngay trong buổi tối. Vậy là bọn họ an bài cho hai nữ tử vào trung gian phòng của Thạch Hạo. Thạch Hạo chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nửa đêm cứ như vậy đi vào trong phòng của mình, kết quả là bị đuổi ra ngoài. Không còn cách nào khác, cậu đành phải đi tới bên cạnh Liễu Thần tâm sự, đồng thời muốn hỏi thăm rốt cuộc có nên nói chuyện đại kiếp cho mọi người hay không. Liễu Thần cảm thấy không nên, có một số chuyện không biết sẽ tốt hơn. Nàng cũng không rời khỏi nơi đây, bản thân vốn là vì giáng lâm nơi này mà tới. Chỉ là bây giờ đang trong quá trình hồi phục, cũng không muốn cuốn vào trong đại kiếp. Nói tới đây thì tập phim đã hết rồi, hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào!